ông Kha nè, chị Cẩm nè, rồi con Pha nè, mình nè, chị Hai, Phương rồi đó. Rồi Hiếu, thịt này thịt tự nhiên đúng không? Trời ơi đông mà. Má nè, chị Hai nè. Trời nhiều lắm á. Ê, tập hợp dữ vậy. Hả? Quay, tập kiếm đường lì xì hả? Kiếm ly xì hả? Nè cho nè. Nè, 50. Nè. Nó quánh ăn, cho nó quánh ăn con. Quánh cho nó ăn.